Nghe tiếng nhạc cầu hôn cất lên, ai cũng ngỡ ngàng vì người chủ động là phụ nữ và cái kết bất ngờ. Theo đó, trong lúc mọi người đang dùng bữa, thì đâu đó tiếng nhạc cầu hôn vang lên một cách bất ngờ. Mọi người đều đưa mắt đảo nhìn xung quanh kiếm tìm nhân vật chính. Tuy nhiên, người đứng dậy và chủ động cầu hôn không phải là chàng trai, mà lại là cô gái mặc váy trắng. Cầm trên tay hộp nhẫn cầu hôn, cô gái xúc động ngập ngừng ngỏ lời với người mình thương trong sự chứng kiến của tất cả mọi người. Đồng ý đây. Tuy nhiên, thay vì gật đầu và nói lời đồng ý lời cầu hôn của cô gái, chàng trai chỉ nhẹ nhàng đặt bó hoa sang một bên, tay đỡ lấy hộp nhẫn, rồi quỳ xuống cầu hôn ngược lại cô gái. Trong tiếng hò reo của mọi người, cô gái đã không kìm được cảm xúc mà bật khóc nức nở. Ngay cả anh người yêu cũng không giữ được những giọt nước mắt hạnh phúc của mình. Cả hai nhẹ nhàng trao cho nhau cái ôm nồng nàn, thay cho lời hứa hẹn sẽ đồng hành cùng với nhau, sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp. Sự mạnh mẽ quyết liệt của cô gái trong tình yêu và sự bản lĩnh tinh tế của chàng trai trong đoạn clip đã làm cho nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Nhiều chị em phụ nữ sau khi xem qua cũng phải xiêu lòng, không chỉ vì chứng kiến một tình yêu với cái kết đẹp mà còn là sự yêu hết mình của cả cô gái lẫn chàng trai. Một số bình luận được mọi người để lại: cách anh ấy quay ngược lại cầu hôn, lật lại tình thế cho bạn gái đỡ ngượng thì tôi chắc chắn chị ấy đã chọn đúng người rồi. Thường thì chuyện này là đàn ông sẽ chủ động trước, nhưng mà để người phụ nữ chủ động cầu hôn thì sau này đàn ông phải chủ động trong chuyện làm cho người con gái ấy thật hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.